Giảm giá 50%. Mua cái gì cũng rẻ. Tự bơi chứ đâu ai mà.
tặng em cái cha nó 50 viên ngon hơn á.
Bị gì á? Bị nghe không vô nhạc. Nghe nhạc không vô cái nhảy không được. Ngày trôi dài lên đêm, đôi ta chỉ mong yên bình, đừng theo làn mây trôi. Bữa nay nghỉ sao á?
vô thật sự luôn á. Nói gì? Nhắc lại được không? Em bị não cá vàng. Mở nhạc riết mà không biết mở bài gì luôn. Yeah.
không sao thôi. Không bao giờ nói những điều đang nói. Xin em tin anh đi, mình nghe những lời. Nhận thẩm tay cá nhân trong 5 phút. Chỉ cần chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân, ảnh selfie và xác minh địa chỉ. Khoản vay sẽ được chuyển vào tài khoản ngân hàng ngay sau khi hồ sơ được duyệt. Đăng ký với Credivo ngay. Không phải ghê mà quan trọng họ để ý đến mình hay không. Nhưng quan trọng anh có phải làm cái gì để cho người ta để ý đến anh hay không anh chứ?
đâu, anh nói vậy cũng không đúng. Quan trọng cái người mà đối xử với mình như thế nào chứ. Ghê không? Có ghê không? Thì anh biết mà, thì đó. Ghê không? Ghê, để soi lại cho coi cái nữa. Chứ vui, đừng vui quá. Không, lỡ vui rồi phải vui quá chứ. Lỡ rồi, lỡ vui phải vui luôn. Anh Sang ơi, còn trăm viên không cho em xin trăm viên em đi BK cho vui anh Sang ơi. Thì vui, đùa mới vui chứ. Đùa mới vui chứ, tại sao là mình vui người ta nghĩ là mình đùa. Là sao? Anh Sa. Không có hả? Không có thôi. Ý là có thì đi chơi cho đỡ buồn, còn không có thì thôi. Thì mình ở nhà chơi. Có thì mình đi chơi, không có thì mình ở nhà chơi. Nói lên mạnh trẻ. Có nhiều, có người hiểu đâu em, có người hiểu đâu em. Nếu hiểu thì họ đã không biết mình. Tại sao người ta phải ghét anh? Lý do? Chắc sâu như mạng lý. Anh ở gần em vậy mà anh cũng không mạnh được hả? Tự nhiên đầu bữa nay lót chậm như vậy. Thương trộm nhớ của anh hả anh? Em gửi đâu
người thầm thương chọn nhớ của anh hả? Sao thế? Anh biết Thường ở đâu? Sao thế? Thì yêu anh xinh vậy? Xin chào mà nghe nha. Cho em xin 50 viên nữa được không mọi người ơi? Xin 50 viên cho em off được không? Xin chào em. Gần bằng em à? Không bằng em. Đứng 207. Hôm nay không nhảy à chế. Hôm nay bị sao quá. Nghe nhạc không vô, không nhảy được. Bữa nay tổ không độ. Ủa kỳ ha. Kỳ ghê, nhìn giống em thiệt đó chứ. Mọi người hôm nay em ngồi nói chuyện với mọi người nha. Cho xong hót là mất ngắm này nè. Thế là bố bằng Hiên lên nè. Chắc xin đâu. Phải đâu. Cái bà đó bà đâu đẹp bằng em đâu. Em đẹp hơn. Nó xảy ra được. Sao mà xin bằng em được không? Anh bố Văn ở đâu vậy? Bố Văn hả? Phải không? Ủa anh Sang, bữa anh Sang nói anh Sang ở đâu em quên rồi ta. Lý do trên này nhiều người quá em không. Yeah.
Sài Gòn. Cái người kia gần Sài Gòn cũng trong thành phố Hồ Chí Minh à, em nhớ rồi. Bữa anh nói là anh ở bước gì chị là sao đó? Hồi nãy em nói gì mọi người? Ai đồ não cá vàng thiệt chứ. Một người tem gia tộc tặng quà đi. Đó mọi người, cho em xin một viên đi mọi người, một viên thôi. Sao mà sao qua được? Em không ngại xuống Sài Gòn, chỉ cần có lý do thôi. Mình đi xin là top 1 giờ quốc gia ghê. Đi hết con đường trọn đời bên nhau. Hoàng là user top 1 như ghê. Dù cuộc sống mai này vất vả bao nhiêu, à, đợi mình tầm đời tình nghĩa vô thể. Mọi người cho em một viên đi mọi người. Đến hết đời tình mình như xưa. Cảm ơn em còn thiếu 49 viên nữa. Thương ai thanh xuân này chỉ dành cho ai. Hết mi quanh thân gạch đai mình. Tình thương đó là tình phú thế. Cả cuộc đời không mọi người, nói chuyện mọi người đi hết trơn. Sugar Daddy ở đâu anh? Là cả cuộc đời. Tình thương đó. Còn anh mà. Thì đó ý là em nói còn mấy người. Cả đời này chỉ dành cho em. Có gì nhắn tin cho luôn đi. Nhưng mà anh Sang, cho em một đậu đến sáng. Anh Sài Gòn em ơi, dạ anh. Anh Sugar Daddy cho em một đậu được không? Cảm ơn anh Sang. Nhảy đi em. Bữa nay tổ tổ nhảy không đổ em, nên là sáng mai hoặc là ngày mai em sẽ nhảy. Trọn đời bên nhau, đời bên nhau như lời hứa, lời hứa. Dù cuộc sống thí đầu hả, để kiếm xem còn. Cảm ơn anh Sugar Daddy. Anh nhiều khi muốn đi chơi lắm, nhưng lỡ ở đây chưa dám đi. Có một đậu thôi hả? Xin một đậu cho con đậu thôi hả? Thank you Nick. Tình thương đó là tình phú thế. Nick. Cả cuộc đời không ai thế ai. We free. Thank you so much. Xin nhiều cho nhiều được còn đòi gì? Vậy thí dụ như vậy em xin trăm viên có không? Cảm ơn anh Sang. Có idol nói chuyện với anh đã online đâu. Có idol hay nói chuyện với anh đã online đâu. Bà Giang á hả? Giang á hả? No. Gì vậy? Idol sao vậy? Không có.
không có vậy cho thêm mấy viên nữa được không? Ai đời xin quá vậy, em cảm ơn anh nha. Quý phi, cả cuộc đời quý phi không ai thế ai. Chỉ sang idol nào rồi? Mai qua nhà hỏi trước nha. Cả đời này chỉ dành cho em. Trước em về tốn cơm chứ được gì mọi người. Tình thương đó là tình hiểu thấu cả đời này. Em cảm ơn anh Sang. Candy hả? Sao nghe tên lạ vậy ta? Hết thiệt anh chưa nạp mai cho nhá. Giờ nạp được không? Ý là tại vì giờ đang ngồi buồn á, cần bây giờ cùng tham gia tập mình mà. Candy hả? Hình như chưa thấy qua luôn hay sao? Có Coca-Cola. Hay do em không để ý không biết. Chạy gia đình nhỏ. Tên mình có quản lý mới à? Có đâu? Phải không? Anh Sù có đây không ta? Anh Sù ơi, em vô gia tộc là thấy rồi. Kendi là sao anh Sang? Có quản lý mới à? Kendi là quản lý mới á hả? Để em vô em tìm. Mà giờ đâu tìm được. Mọi người muốn nghe bài gì em mở cho mọi người nghe. Nghe riết em không biết nghe bài gì. Trợ lý thôi hả? À dạ. Ghê. Yeah. Boss bữa nay có trợ lý nha. Boss bữa nay VIP quá nha. Anh mua tem kia về mà à. Người yêu em xù đấy, đúng rồi. Người yêu đó, người yêu đó, nghe 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 nha. Cũng xin nghĩ nhưng không xin bằng em vậy. Nói gì nữa? Bạn ấy là bạn ấy quản lý tem kia nên gộp về. Thôi bóp đừng có xạo. Boss có hiểu rồi, cái boss bỏ bê idol quá.